Nhưng một điều tất cả nhân loại phải biết, trời Phật Thượng Đế không bao giờ làm sai gì chúng ta. Trời Phật nói đâu là có đó, nói là làm. Thế giới này sau này thành một thế giới đại cực kỳ sung sướng, không có chiến tranh, không có đổ nát, không có bệnh tật. Nước Việt sau này sẽ thành cường quốc, bảo đảm lấy cái mạng này đổi luôn à. Có không phải nghèo như bây giờ, sung sướng khắp năm châu, 6 triệu người sẽ về nước Việt, và nước Việt sẽ giàu có cực kỳ. Cái đứa mà nghèo nhất đi nữa, ít nhất cũng có vài cái nhà bãi biển, sẽ không có bán vé số, không có đau ôm nữa. Tại thời đối thủ mà về đó, tôi làm theo kiểu xe mà kiểu Nhật á, nó đi từ Tokyo Osaka bằng 5-700 cây số giờ, Bắc tới Nam đi có mấy phút mà. Người ở ngoài Bắc đi vô miền Nam làm, người miền Nam ra miền Bắc làm việc, tối về nhà ngủ được, bảo đảm cái đó dư sức. Tại cái nước Việt mình á, tính ra nó còn nhỏ hơn Cali nữa, tại sao không được? Xe nó chạy 5-600 cây số là chừng nửa tiếng là tới rồi, là ở ngoài Bắc vô Nam làm, Nam ra Bắc làm việc được, rất là dễ.